Chỗ còn bán gấp lô đất với diện tích 199,5 m², rộng 15 m. Lô đất này hai mặt tiền đường. Thì hiện tại đã có nhà cấp 4 và hiện tại nơi này đang sửa chữa làm quán nha anh chị. Thì lô đất này có nhà cấp 4 rộng tầm khoảng 78 mét đó. Đã quý anh chị mà mua cái lô đất này có thể vào ở ngay nha. Như anh chị có thể nhìn một số cái hình ảnh nãy Tân Phát vừa chia sẻ đó. Thì anh chị đã thấy là cái nhà này đang sửa chữa làm quán nha anh chị. Pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài nha. Vị trí lô đất này cách biển chỉ hơn 150 mét, cách các địa điểm du lịch như Eo Gió chưa đến 200 mét, cách FLC Kỳ Co tầm khoảng 1 km nha. Thì lô đất này hai mặt tiền đường ô tô rất phù hợp để quý anh chị có thể là mua đầu tư lâu dài này, mua khai thác kinh doanh hoặc quý anh chị có thể mua xây khu nghỉ dưỡng, khu biệt thự mini á anh chị nha. Và theo Tân Phát thấy thì lô đất này rất là phù hợp để anh chị có thể là kinh doanh các dịch vụ liên quan đến khách sạn, liên quan đến homestay rồi đó anh chị. Đó. Thì giá chủ đang bán lô đất này mong muốn là giá 1,5 tỷ, còn thương lượng mạnh với khách thiện chí và tâm huyết nha anh chị ạ. Như anh chị thấy trên cái sơ đồ map Tân Phát vừa chia sẻ đó. Đó anh chị có thể thấy á, ngay cái dấu chấm đỏ đó nha anh chị. Đó là vị trí của lô đất ạ. Vị trí này đi ra biển Eo Gió khóc rất là gần luôn ạ. Nếu mà tầm nhìn view trên cao thì quý anh chị thấy khá là đẹp đúng không ạ? Nhìn ra biển Eo Gió này, nhìn vào biển khu du lịch FLC hoặc là nhìn vào khu dân cư hiện hữu của Nhân Lý nha anh chị. Tân Phát xin nhắc lại nha, lô đất này á có hai mặt tiền kèm có nhà cấp 4 hiện tại đang sửa sang làm quán. Diện tích ở đây là 199,5 m², rộng 15 m, hướng đông nam và tây nam. Và giá chủ đang mong muốn là 7,5 tỷ, còn thương lượng mạnh với khách thiện chí và tâm huyết nha anh chị. Thì quý anh chị nào đang quan tâm đến lô đất này thì nhớ kết nối với Tân Phát nha. Xin cảm ơn ạ.